Cái này từ 6 tấc cho tới 1 mét này chị. Ờ, 6 tấc 1 mét. Nó lấy lợn, dạ. Tươi lợn. Thầy bên hông cửa sổ hàng rào lan can á, đâu có chừng thước à, đất cửa. Từ chừng thước chắc được. Đất cửa nó chừng thước rồi, cái này nhiều. Dạ, này 200 ngàn chứ. Mình dặn cứ tăng đơ ra là hết nha chú. Nó có lò dặn rồi. Dạ có, ốc trong đó luôn.